Chào em. Dạ chào anh ạ. Bây giờ anh có mang một con gấu ra từ đầu chương trình luôn. Biết sao không? Tại vì anh nghĩ con gấu này nó như là em vậy đó. Ví dụ như là cô gái này không rành tiếng Anh đi, mà nhiều khi mình tức. Khi tôi thực danh đi tập gym. Đi tập gym thôi. Hai người vô mặt. Thôi hay gì hỏi Tuyến, em chốt sale Tuyến luôn nha. Chốt sale. Tuyến bước vào á, thực sự là Tú hơi bị mỏ mắt xíu, tại vì Tú nhìn Tuyến không chớp mắt luôn. Dạ, từ khi mà bạn bước ra là em muốn rớt con tim ra ngoài. Em đẹp như bông hoa, anh biết như chàng trai sẽ thích em. Tú đã từng có một người yêu là làm ở cùng nghề chưa? Thật sự thì chưa, mà Tú đang nghĩ là Tú chuẩn bị có rồi đó. Hồi nãy có nghe bạn nói cái câu là thích người bạn trai cao hơn một cái đầu, nên nãy giờ em im lặng, em chỉ biết cúi mặt, không nói lên gì.